Thì cái này hello, chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ đi lên phố Giang Thơm, khu du lịch ở núi Thành Quảng Nam, để các bạn xem tôi review lên phố Giang Thơm như thế nào nha. Đây là cái đoạn đi đường phố Giang Thơm đây. Đây này, hố các bạn ơi, thác sen này. Bà cô Tiết cha đi không nổi rồi kìa. Đó, bỏ đi có tiết cái bài bạn xem nha. Và bà muốn nữ non rồi lên dốc không nổi. Sai rồi. Tao mò như sai rồi. Chào các bạn ơi. Hô thấp tầm. Ông Bình, có dân thơm. Đây các bạn xem đây. Đấy. Có dân thơm đấy. Đó khác đẹp chưa? Chặt nữa là mình đi đi các bạn xem nha. Còn mình đi 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 đây phải làm cái rò, làm cái rò đồng hoàng đấy này, hình như này tự trưng ở đây nghỉ thâu tham lắm.